bên nãy giờ bây giờ mình bớt ra mình bán á gì? Đúng rồi, nó mềm mà bây giờ không vớt là nó bể. Dạ. Nhìn ngon chưa? Có quay sữa nè. Quý vị thân mến, sáng sớm nay Phu Thọ đang có mặt tại quận 7 nha. Này Phu Thọ đến đây để quay và chia sẻ đến với toàn thể quý vị một quán hủ tiếu ở địa chỉ là 39 đường Phan Huy Trực, phường Tân Kỳ, quận 7 quý vị. Chị đang vớt xương ra quý vị để bán. Bây giờ là chị Ninh ở trong. Nhìn ngon hấp dẫn chưa? Ăn hủ tê thảm luôn á. Ngày hôm được nhiều ký không gì? À, khoảng 20 ký. Dạ, 20 ký. Mấy 8 giờ à? 8 giờ mấy rồi? Ủa, thầy bán tới 8 giờ, 8 giờ mấy rồi hả? Đúng rồi. Nhưng mà ngày nào cũng bán món này hay có thay đổi gì? Có vậy hả? Một món rồi. Dạ. Nhưng mà thấy cái thịt của chị thịt tươi ha? Thịt lò. Dạ. Heo lò. Heo lò. Heo lò, chứ không có lấy heo mình điện. Dạ. Còn như là dòng loại 9 giờ là không gặp bả đâu. 9 giờ là nghỉ ngơi rồi ha. 9 giờ là dọn. Dạ là từ 6 giờ tới 9 giờ ha anh chị. Đúng rồi. Hôm nào bán chậm lắm thì cũng có khi cũng hình thảo thì có khi 9 giờ mấy, nhưng mà đa số là 9 giờ là hết. Dạ. Nếu mà quý vị nào mà muốn ăn thì phải đi trước 9 giờ nha. Sau 9 giờ thì có thể hết. Mình bán lâu chưa hả gì? À, mười mấy năm rồi. Dạ, ở đây có nhiều người phụ quá gì ha, thấy ai cũng vui hết ha. Cái này cũng chị mời. Đây xem gì bán. Cầm cái giá lên đứng ngay đây nè, muốn gạo của một bèo á. Dạ anh ba, cái cục này mới đây thì chạy đâu rồi? Giò nạc hay gì? À phèo hả? Phèo chứ. Như vậy là mình bán giá bao nhiêu? 30 nghìn. 4 giờ thứ tư lục lụi từ 100 giờ ra chị thì biết gì lên nó không phải cho béo rồi anh. Dạ. À đúng rồi. Chị Mơi nè. Lan ơi, chị Mơi nè Lan. Đây chị qua đây một cái miếng gạo xương này. Cái này khô hả nhờ? Khô, chín khô. Chị có đi đâu tử không? Lan. Chị Mơi là 40. Cái này là khô. Có một bèo nữa là 40 á, 10 ngàn nữa. Dạ chắc 10-15 phút thôi ạ. Chị cứ bán bình thường thôi. Đây chắc khách quen không gì hả? Đa số là khách quen. Cái này là ở đâu vậy? Dạ khô. Cái này gạo hay chưa? Cái này không có dặn hay chưa? Tô này. 30 nè. Phụng qua bánh bỏ không đủ qua đi phụng. Có nước chưa? Đây quý vị ạ, à. Hiện tại thì khách rất là đông quý vị ạ. À. Cô ta đứng ở xa xa ở ngoài đây để quay cho quý vị xem hình dung rõ quán của gì nha. Này. Quán nhỏ thôi nhưng mà khách ăn cực kỳ đông.
Đây của Tú nè. Nhớ khách chưa ha? Nhớ chưa má? Đúng rồi, phải nhớ chứ. Người không ăn cái này, người không ăn cái gì hết. Dạ. Cái chú áo xanh là một cái mì phải không? Một cái mì đấy.
viên hả? Có chứ. Đầy đủ hết đó ha. Chỉ không lấy gan thôi, không bỏ gan. Cái gan á, cái gan là cái nội tạng nó độc nhất ở trong con vật, thịt heo, thịt bò, thịt gà, cái gan đó. Cho nên là thấy gì thôi, phèo ăn cũng không có tốt, nhưng mà phèo người ta thích đòi ăn, cho nên là phải bán phèo là mới thích. Còn gan là không bán. Mẹ đẻ đi em ơi. Bán hai cái bò rồi á. Cái gì nữa? Ông qua đây đi. Vợ chồng đứng quay vô. Tới cái gì vậy? Nè quay qua chồng đây. Chồng có gì ngồi bên đây á hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ngồi không hạnh cho bé nè, bên bờ đúng. Phụ gì hết hả? Ổng hả, một chút nữa uống cà phê xong mà ổng mới vô, tới ổng rửa tô. À vô rửa tô thôi. Ông qua đây xuống cầm cái giá này nè, ông nhìn nó thôi. Cái này lấy cái gì? Lấy gì? Lấy gì? Không lấy gì, em trang không làm. Này Lan, nuôi đó, nuôi của bé đó. Hết rồi, biết rồi, hết rồi. Bà đừng có dữ quá nha, mai mốt bà lên đi YouTube nè, thấy mặt dữ lắm á. Thiền bớt một chút đi rồi lát ghê quá. Của thằng con trai này lấy xương nè, xương. Út về mở YouTube cho con trai bà coi đi. Dạ. Xương của thằng con trai chứ gì. Dữ quá trời, quá đất dữ. Cái này của thằng cha xương không? ta vừa mới thưởng thức xong quý vị ơi. Thật sự rất là ngon luôn. Một tô có giá là 30, 35, 40. Nhưng mà ăn cái hương vị nó ngon, sạch sẽ quý vị. Đặc biệt là cái thịt đó, nó tươi, ngọt. Cái nước cũng vậy, cái nước nó ngọt từ cái nước hầm xương á. Ngon lắm. Dì bán thì 3 tiếng thôi nha. Từ 6 giờ tới 9 giờ thôi. Ở đây thì mấy dì vui vẻ, nhiệt tình lắm. Ngon quý vị, hồi nãy ta đang quay, đang ăn quay mà quên bấm nút quay quý vị. Ăn nửa tô rồi mới nhớ lại, mới xem lại, mới biết là chưa quay. Có gì quý vị thông cảm. Còn nhìn trong thì ngon. Không gian đồ ngồi cũng thoải mái rộng rãi lắm. Quý vị có thể ngồi ở trong hoặc là ngồi ở ngoài. Bye bye và hẹn gặp lại quý vị nha. Quý vị nhớ nhấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho Vina TV. Bye bye.